Kinh số 3, Kinh Ambatha chú Ambatha Sutta. Tụng phẩm một La Mã. 254. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala, Câu Tát La, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Và đến tại một làng Bà La môn ở Kosala, tên là ích kala tại đây thế tôn ở tại ích kala trong khu rừng tên là ích chanang 255 lúc bấy giờ bà la môn Sati ở tại úc katha một chỗ dân cư đông đúc cây cỏ ao nước ngũ cốc phong phú vốn là đất đai của vua được vua Pasenadi Ba Tư Nặc của nước Kosala cấp cho để hưởng một phần lợi tức. Bà La Môn Pokharasati, nghe đồn Sa Môn Gotama là thích tử. Xuất ra từ dòng họ Sakya Thika nay đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị đã đến Ichanang Kala ở tại Ích Cha Năng La, trong khu rừng tên là Ích Cha Năng La. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa Môn Gotama. Ngài là Bậc Thế Tôn, A-La-Hán, Tránh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với Thắng Chí, ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới với các chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người sau đó tuyên thuyết cho mọi loài được biết ngài thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện văn nghĩa đầy đủ trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh nếu được ý kiến một vị a la hán như vậy thì rất quý 256. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambatha Ama chú là đệ tử của Bà La môn Sati, một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thuật, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Vị này độc đáo về ba minh và được công nhận như vậy, khiến các thân giáo sư phải nói, điều gì ta biết, ngươi cũng biết, điều gì ngươi biết, ta cũng biết. 257. Lúc bấy giờ, bà La Môn Pokhara Sati nói với thanh niên Ambatha. Này Ambatha thân yêu, Samon Gotama là thích tử, xuất ra từ dòng họ Thích Ca, nay đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Đã đến Ichanang Kala, trú tại rừng Ichanang Kala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Samon Gotama. Ngài là bậc thế tôn A-la-hán, tránh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian dài vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn ngài đã chứng ngộ thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới với các chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết ngài thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện văn nghĩa đầy đủ trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý. Này Ambatha thân yêu, hãy đi đến gặp Samon Gotama và tìm hiểu lời đồn về tôn giả Gotama là như vậy hay không phải như vậy. Nhờ vậy, chúng ta sẽ được biết về tôn giả Gotama. 258 làm thế nào con được biết về tôn giả Gotama? Được biết lời đồn về tôn giả Gotama như vậy là đúng hay không? Có phải tôn giả Gotama là như vậy hay không phải như vậy? Ambattha thân yêu, theo truyền thống của chúng ta về 32 tướng của vị đại nhân, những ai có 32 tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường, không có đường nào khác nếu là tại gia sẽ thành vị truyền luân thánh vương, chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu này là xe báu, voi báu, ngựa báu, mani báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, và thứ bảy là tướng quân báu. Và vị này có hơn một ngàn con trai là những vị anh hùng, oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân vị này sống thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương và chỉ vì với chánh pháp không dùng gậy không dùng đao nếu vị này xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình vị này sẽ thành bậc a la hán tránh đẳng giác quét sạch mê lầm ở đời này ambatha thân yêu ta đã cho con chú thuật con đã nhận những chú thuật ấy 259 Thưa vâng Thanh niên Ambatha vâng theo lời của bà La Môn Pokhara Sati Từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ bà La Môn Pokhara Sati Hướng thân về phía hữu, cưỡi xe ngựa cái Và cùng một số đông thanh niên khác đi đến khu rừng năng Kala Đi xe đến chỗ không còn đi được xe Ambatha liền xuống xe đi bộ và đến tại tinh xá. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Thanh niên Ambatha liền đến các tỷ kheo ấy và hỏi. Các hiền giả, nay tôn giả Gotama ở tại chỗ nào? Chúng tôi đến đây để ý kiến tôn giả Gotama. 260 Các tỷ kheo liền nghĩ, thanh niên Ambatha này thuộc một gia đình có danh tiếng, là đệ tử của Bà La môn Pokharasati, một vị cũng có danh tiếng. Một cuộc đối thoại như vậy giữa thế tôn và con một quý tộc như kia không có khó khăn gì. Những tỷ kheo ấy nói với thanh niên Ambatha. Này Ambatha, tinh xá đóng cửa kia là chỗ ở của ngài. Hãy đến đó một cách yên lặng không vượt qua hành lang. Đằng hắng và gõ vào thanh cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho ông. 261 Thanh niên Ambatha liền đi đến tinh xá đóng cửa ấy một cách yên lặng, không vượt quá hành lang, đằng hắng và gõ vào thanh cửa. Thế Tôn mở cửa và thanh niên Ambatha bước vào. Các thanh niên khác cũng bước theo. Nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Còn thanh niên Ambatha thời đi qua đi lại, thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang ngồi hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang ngồi. 262. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với thanh niên Ambatha có phải đối với các bậc bà la môn trưởng lão đứng tuổi các bậc giáo sư và tổ sư ngươi cũng nói chuyện như vậy như ngươi đã đi qua đi lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi ta đang ngồi hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi ta đang ngồi 263 Không phải vậy, này Gotama, phải đi mà nói chuyện với một vị bà la môn này gotama nếu vị ấy đang đi phải đứng mà nói chuyện với một vị bà la môn này gotama nếu vị ấy đang đứng phải ngồi mà nói chuyện với một vị bà la môn này gotama nếu vị ấy đang ngồi phải nằm mà nói chuyện với một vị bà la môn này gotama nếu vị ấy đang nằm chỉ với những vị sa môn chọc đầu, hèn hạ, đen đùi, xanh từ nơi chân của bà con ta, thì ta mới nói chuyện như vậy, như với ngươi Gotama. Này Ambatha, hình như ngươi đến đây với một ý định gì? Ngươi hãy khéo tác ý đến mục đích đã đưa ngươi đến đây. Thanh niên Ambatha này thật vô giáo dục, dù nó tự cho là có giáo dục như vậy là vô giáo dục, có gì khác nữa? 264 Thanh niên Ambatha bị Thế Tôn gọi là vô giáo dục như vậy, liền phẫn nộ, tức tối, muốn nhục mạ Thế Tôn, phỉ bán Thế Tôn, công kích Thế Tôn, và nghĩ, Sa môn Gotama có ác ý đối với ta, liền nói với Thế Tôn. Này Gotama, thô bạo là dòng họ thích ca này gotama ác độc là dòng họ thích ca này gotama khinh suất là dòng họ thích ca này gotama hung dữ là dòng họ thích ca là đê tiện thuộc thành phần đê tiện dòng họ thích ca không kính nhường bà la môn không lễ bái bà la môn không cúng dường bà la môn không tôn trọng bà la môn này gotama như vậy thật không phải lẽ thật không đúng cách khi dòng họ thích ca này những hạng đê tiện thuộc thành phần đê tiện lại không kính nhường bà la môn không cung kính bà la môn không lễ bái bà la môn không cúng dường bà la môn không tôn trọng bà la môn như vậy thanh niên ambatha lần đầu tiên đã buộc tội dòng họ thích ca là đê tiện 265. này ambatha dòng họ thích ca đã làm gì phật lòng ngươi này gotama một thời ta đi đến kapila vatthu ca la vệ có việc phải làm cho thầy ta là bà la môn bokhara sati và đến tại hội trường công của dòng họ thích ca lúc bấy giờ một số đông dòng họ thích ca và thanh niên thích ca đang ngồi trên ghế cao tại hội trường. Chúng cười với nhau, dùng ngón tay chọc cù nôn với nhau. Ta nghĩ chắc chắn ta là mục tiêu cho chúng đùa giỡn với nhau. Lại không ai mời ta ngồi. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ. Thật không đúng cách khi chúng thích ca này là những hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện, lại không kính nhường bà La Môn, không cung kính bà La Môn không lễ bái bà La Môn, không cúng dường bà La Môn, không tôn trọng bà La Môn. Như vậy, thanh niên Ambatha lần thứ hai đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. 266. Này Ambatha, cũng như con chim cái, con chim cái con có thể tự hát thỏa thích trong tổ của nó. Này Ambatha, Kapila Vatthu, thuộc dòng họ Thích Ca. Thật không xứng để cho Ambatha phải phật lòng vì một vấn đề nhỏ mọn này. Này Gotama, có bốn giai cấp, sát đế lị, bà la môn, phệ xá và thủ đà la. Này Gotama, trong bốn giai cấp này, ba giai cấp sát đế lị, phệ xá và thủ đà la là để hầu hạ hạng bà la môn. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng cách khi chúng thích ca này là những hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện lại không kính nhường bà La Môn, không cung kính bà La Môn, không lễ bái bà La Môn, không tôn trọng bà La Môn. Như vậy, thanh niên Ambatha lần thứ ba đã buộc tội dòng họ thích ca là đê tiện. 267. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ thanh niên Ambatha này đã phỉ báng dòng họ Thích Ca đê tiện một cách quá đáng. Nay ta phải hỏi dòng họ của nó. Rồi Thế Tôn hỏi thanh niên Ambatha, dòng họ ngươi là gì? Này Gotama, dòng họ ta là Kanhajana. Này Ambatha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ thích ca là thầy của dòng họ ngươi và dòng họ ngươi là con của một nữ tỳ của dòng họ thích ca này thanh niên ambatha tổ tiên của thích ca là vua okaka thủa xưa này ambatha vua okaka muốn trao vương vị cho hoàng tử con bà hoàng hậu chính mà vua thương yêu bèn đuổi ra khỏi nước những người con đầu của mình là Oka Karakandu, Hathinika, Sinipura. Bị tần suất khỏi nước, những hoàng tử này đến sống tại một khu rừng lớn các cây sồi, tách bên một hồ nước, trên sườn Hy Mã Lạp Sơn. Vì sợ huyết thống của mình bị lẫn lộn với huyết thống khác, các vị hoàng tử này ăn nằm với những người chị của mình này ambatha một hôm vua okaka nói với những vị đại thần tùy tùng này các khanh các hoàng tử hiện nay ở đâu tâu đại vương có một khu rừng lớn các cây sồi bên một hồ nước trên sườn hy mã lạp sơn nay các hoàng tử ở tại chỗ ấy các hoàng tử vì sợ huyết thống của mình lẫn lộn huyết thống khác nên ăn nằm với những người chị của mình này ambatha vua okaka liền cảm hứng thốt lời tụng hân hoan các hoàng tử thật là những sakia cứng như lõi cây sồi các hoàng tử thật là những sakia xuất chúng này ambatha từ đó trở đi các hoàng tử được gọi là sakia và vua okaka là vua tổ của dòng họ Thích Ca. Này Ambatha, vua ấy có một nữ tỳ tên là Đi Sa. Nữ tỳ này sinh hạ một người con tên là Can Ha. Vừa mới sinh, Can Ha liền nói, Này mẹ, hãy rửa cho con. Này mẹ, hãy tắm cho con. Này mẹ, hãy gội sạch đồ bất định này. Và con sẽ giúp ích cho mẹ. Này Ambatha, cũng như hiện nay người ta thấy ác quỷ thì gọi là ác quỷ. Thời ấy họ gọi ác quỷ là Kanha, đen đùi, xấu ác. Chúng nói như thế này, đứa trẻ này vừa mới được sanh đã nói, một Kanha vừa mới được sanh, một ác quỷ vừa mới được sanh. Này Ambatha, từ đó trở đi, chữ Kanha-jana được biết đến và Kanha là tổ phụ của dòng họ Kanha Jana. Này Ambatha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích Ca là thầy của dòng họ ngươi và ngươi là con cháu một nữ tỳ thuộc dòng họ Thích Ca. 268. Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với Thế Tôn: "Này Gotama, chớ có phỉ bán quá đáng thanh niên Ambatha là con cháu một nữ tỳ. Này Gotama, thanh niên Ambatha sinh vào quý tộc. Thanh niên Ambatha thuộc con nhà danh giá. Thanh niên Ambatha là bậc đa văn. Thanh niên Ambatha là nhà hùng biện giỏi. Thanh niên Ambatha là nhà bác học. Thanh niên Ambatha có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. 269 Thế tôn liền nói với những thanh niên ấy. Nếu những thanh niên các ngươi nghĩ, thanh niên Ambatha không được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambatha không thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambatha không phải là bậc đa văn, thanh niên Ambatha không phải là nhà hùng biện giỏi thanh niên Ambatha không phải là nhà bác học. Thanh niên Ambatha không thể biện luận với tôn giả Khotama về vấn đề này. Thời thanh niên Ambatha hãy đứng ra một bên và để các thanh niên biện luận với ta về vấn đề này. Nếu các ngươi nghĩ thanh niên Ambatha được danh vào quý tộc, thanh niên Ambatha thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambatha là bậc đa văn. Thanh niên Ambatha là nhà hùng biện giỏi. Thanh niên Ambatha là nhà bác học. Thanh niên Ambatha có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Thời các ngươi hãy đứng ra một bên và để thanh niên Ambatha biện luận với ta về vấn đề này. Này Gotama, thanh niên Ambatha được sanh vào quý tộc. Thanh niên Ambatha thuộc con nhà danh giá Thanh niên Ambatha là bậc đa văn. Thanh niên Ambatha là nhà hùng biện giỏi. Thanh niên Ambatha là nhà bác học. Thanh niên Ambatha có thể biện luận với Tôn giả Khotama về vấn đề này. Chúng tôi sẽ đứng im lặng. Thanh niên Ambatha sẽ cùng với Tôn giả Khotama biện luận về vấn đề này. 270 thế tôn liền nói với thanh niên ambatha này ambatha câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi ngươi dầu không muốn ngươi cũng phải trả lời nếu ngươi không trả lời hoặc trả lời tránh qua một vấn đề khác hoặc giữ im lặng hoặc bỏ đi thời ngay tại chỗ đầu ngươi sẽ bị bề ra làm bầy mảnh này ambatha ngươi nghĩ thế nào ngươi có nghe các bà la môn trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanha Sana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanha Sana? Nghe nói vậy, thanh niên Ambatha giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với thanh niên Ambatha. Này Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe? Vân vân nguồn gốc của dòng họ Kanha Jana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanha Jana? Lần thứ hai, thanh niên Ambatha giữ im lặng. Thế tôn lại nói với thanh niên Ambatha: Ambatha, nay ngươi phải trả lời. Nay không phải thời ngươi giữ im lặng nữa. Này Ambatha, ai được Như Lai hỏi đến lần thứ ba? một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm bảy mảnh tại chỗ. 271 Lúc bấy giờ, thần dạ xoa Vajira Pani đang cầm một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói, đứng trên đầu của thanh niên Ambatha với ý định. Nếu Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà thanh niên Ambatha không trả lời, thời ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy mảnh. Chỉ có Thế Tôn và thanh niên Ambatha mới thấy thần dạ xoa Vajirapani. 272 Thanh niên Ambatha thấy vị thần ấy liền sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, chỉ tìm sự che chở nơi Thế Tôn chỉ tìm sự ẩn náu nơi thế tôn, chỉ tìm sự nương tựa nơi thế tôn, liền cúi dạp mình xuống và bạch thế tôn. Tôn giả Gotama đã nói gì? Mong tôn giả Gotama nói lại cho. Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các vị bà la môn trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanha Sana không? ai là tổ phụ của dòng họ Kanha Jana? Tôn giả Gotama, con đã có nghe, đúng như tôn giả Gotama đã nói. Chính từ đó là nguồn gốc của dòng họ Kanha Jana, vì ấy là tổ phụ của dòng họ Kanha Jana. 273 Khi nghe nói vậy, các thanh niên liền la hét lớn người ta nói thanh niên Ambatha là tiện danh. Người ta nói thanh niên Ambatha là con dòng họ không quý phái. Người ta nói thanh niên Ambatha là con cháu một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Người ta nói dòng họ Thích Ca là chủ của thanh niên Ambatha. Người ta nói Sa môn Gotama chỉ nói lời đúng pháp. Chúng tôi đã không nghĩ là cần phải phản đối. 274. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng, các thanh niên đã phỉ báng quá đáng thanh niên Ambatha là con cháu một nữ tỳ rồi. Nay ta hãy giải tỏa cho Ambatha." Rồi Thế Tôn nói với các thanh niên, "Các thanh niên, các ngươi chớ có phỉ báng quá đáng thanh niên Ambatha là con cháu một nữ tỳ. Canha ấy trở thành một tu sĩ vĩ đại." vị này đi về miền Nam, học các chú thuật Phạm Thiên, rồi về ý kiến vua Okaka và yêu cầu gả công chúa Khu cho mình. Vua Okaka vừa giận vừa tức, mắng rằng, Ngươi là ai? Con đứa nữ tỳ của ta, mà dám xin cưới con gái Khu của ta. Và vua liền lắp tên vào cung, nhưng vua không thể bắn tên đi cũng không thể cất mũi tên xuống lúc bấy giờ các thanh niên thị giả các đại thần và tùy tùng đến thưa với ẩn sĩ can ha đại đức hãy để cho vua an toàn đại đức hãy để cho vua được an toàn nhà vua sẽ được an toàn và nếu nhà vua bắn mũi tên xuống đất thời toàn thể quốc độ nhà vua sẽ bị hạn khô héo đại đức Hãy để cho vua được an toàn, hãy để cho quốc độ được an toàn. Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn. Nhưng nếu nhà vua bắn tên lên trời, thời toàn thể quốc độ sẽ không mưa trong 7 năm. Đại đức, hãy để cho nhà vua được an toàn, hãy để cho quốc độ được an toàn và hãy để cho trời mưa. Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn và trời sẽ mưa. Nhưng vua hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử cũng sẽ được an toàn. Lúc bấy giờ, các thị giả trẻ tuổi, các đại thần nói với vua Okaka. "Vua Okaka, hãy nhắm cây cung đến phía thái tử. Một sợi lông của thái tử sẽ được an toàn." Vua Okaka nhắm cây cung đến phía thái tử và một sợi lông của thái tử cũng được an toàn. Vua Okaka hoàng sợ, khiếp đảm sự trừng phạt, thuận cho gả con gái Khuda Rupi. Này các thanh niên, chớ có phỉ báng thanh niên Ambatha một cách quá đáng là con cháu của một nữ tỳ, vì Kanha là một vị ẩn sĩ vĩ đại. 275 Lúc bấy giờ, Như Lai nói với thanh niên Ambatha Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Một thanh niên sát đế lị cưới một thiếu nữ bà La Môn Do sự sum họp ấy, một người con trai được sinh ra Một người sanh ra từ một thanh niên sát đế lị Và một thiếu nữ bà La Môn Có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những người bà La Môn không? tôn giả gotama có thể thọ lãnh và những người bà la môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng món ăn cúng giường hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không tôn giả gotama có mời và những người bà la môn có dạy các chú thuật hay không tôn giả gotama có dạy có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa. Tôn giả Gotama mở cửa. Và những người sát đế lị có quán đành cho người ấy để thành một sát đế lị không? Tôn giả Gotama thưa không. Tại sao không? Vì nó không được sinh là sát đế lị từ mẫu hệ. 276 Ambatha nhà ngươi nghĩ thế nào ở đây một thanh niên bà la môn cưới một thiếu nữ sát đế lỵ do sự sum họp này một người con trai được sanh ra một người sanh từ một thanh niên bà la môn và một thiếu nữ sát đế lỵ có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những bà la môn hay không tôn giả gotama có thể thọ lãnh và những người bà la môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng giường hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không tôn giả Gotama có mời và những người Bà La môn có dạy người ấy các chú thuật không tôn giả Gotama có dạy có đóng cửa giữ người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa tôn giả Gotama mở cửa và những người sát đế lị có làm lễ quán đành cho người ấy để thành một sát đế lị không? Tôn giả Gotama thưa không. Tại sao vậy? Tôn giả Gotama vì không được sinh ra là sát đế lị từ phụ hệ. Này Ambatha, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông, thì giai cấp sát đế lệ là ưu, bà la môn là liệt. Này Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây giả sử do một nguyên nhân gì, những người bà la môn cạo đầu một người bà la môn, đánh người ấy với một bị cho tần suất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước giữa những người bà la môn không? Tôn giả, không được và những người bà la môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng giường hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không tôn giả gotama không có mời và những người bà la môn có dạy người ấy các chú thuật không tôn giả gotama không dạy có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa Tôn giả Gotama đóng cửa. Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử do một nguyên nhân gì, những người sát đế lệ cạo đầu một người sát đế lị, đánh người ấy với một bị cho, tần suất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước uống giữa những người Bà La Môn không? Tôn giả Gotama được thọ lãnh và những người bà la môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng những món ăn cúng giường hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như những tặng phẩm không tôn giả gautama có mời và những người bà la môn có dạy người ấy các chú thuật không tôn giả gautama có dạy có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa tôn giả Ma mở cửa. 277 Này Ambatha, đến như vậy là sự đoạn lạc tột cùng của người sát đế lị, đã bị những người sát đế lị cạo đầu đánh người ấy với một bị cho, tần suất người ấy ra khỏi nước hay thành phố. Như vậy, này Ambatha, khi người sát đế lị bị đoạn lạc tột cùng, các sát đế lị vẫn giữ phần ưu thắng và các bà la môn vẫn ở địa vị hạ liệt này ambatha bài kệ này do phạm thiên sa năng kumara thuyết đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp sát đế lị chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian những vị nào giới hạnh và trí tuệ đầy đủ vị này chiếm địa vị tối thắng giữa người và chư thiên này Ambatha, ta chấp thuận bài kệ do Phạm Thiên Sa Năng Kumara tụng đúng, không tụng sai, thuyết đúng, không thuyết sai, hữu ích, không vô ích. Thật vậy, này Ambatha, ta cũng nói rằng, đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp, sát đế lị chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian. Những vị nào giới hạnh và trí tuệ đầy đủ, vị này chiếm địa vị tối thắng giữa người và chư thiên. Tụng phẩm Hai La Mã 278 Tôn giả khotama Ta Ma Nghĩa chữ giới hạnh trong bài kệ ấy là gì? Nghĩa chữ trí tuệ trong bài kệ ấy là gì? Này Ambatha, một vị đã thành tựu vô thượng trí đức, không có luận nghị đến sự thọ sanh, không có luận nghị đến giai cấp, hay không có luận nghị đến ngã mạn với lời nói, ngươi bằng ta hay ngươi không bằng ta. Này Ambatha, chỗ nào nói đến cưới hỏi, đưa rước dâu hay cả hai, chỗ đó mới có luận nghị đến sự thọ sanh, luận nghị đến giai cấp hay luận nghị đến ngã mạn với lời nói Ngươi bằng ta hay không bằng ta? Này Ambatha, những ai còn chấp trước lý thuyết thọ xanh còn chấp trước lý thuyết giai cấp, còn chấp trước lý thuyết kêu mạn, hoặc còn chấp trước cưới hỏi, đưa rước dâu, những người ấy còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambatha, không chấp trước lý thuyết thọ sanh, không chấp trước lý thuyết giai cấp, không chấp trước lý thuyết kiêu mạn, không chấp trước cưới hỏi đưa rước dâu, người ấy tức chứng ngộ vô thượng trí đức. 279. Tôn giả Gotama, thế nào là giới hạnh trong bài kệ ấy? Thế nào là trí tuệ trong bài kệ ấy? Ở đây này Ambatha, như Lai xuất hiện là bậc A La Hán, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Ngài sau khi tự chứng ngộ với tượng trí thế giới này, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với sa môn, bà la môn, thiên, nhân, lại tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị nảnh suy nghĩ vân vân. Xem Kinh Sa Môn Quả, đoạn 190 đến 249, tới câu không có đời sống nào khác nữa. Chỉ khác danh từ xưng hô và câu kết từng đoạn. Như này, câu kết là Như vậy, này Ambatha là vị tỷ kheo thành tựu giới hạnh. Này Ambatha, như vậy gọi là tỷ kheo thành tựu trí tuệ thành tựu giới hạnh. Thành tựu giới hạnh và trí tuệ. Này Ambatha, không có sự thành tựu trí đức nào khác siêu việt hơn, cao thượng hơn sự thành tựu trí đức này. 280. Này Ambatha, có bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Thế nào là bốn? Này Ambatha ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, lại mang dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện. Ta chỉ ăn trái cây dụng mà sống. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Am-bát-tha, đó là nguyên nhân thứ nhất đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Tha, ở đây có vị Sa môn hay Bà La môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này và chưa thấu đạt pháp ăn trái cây dụng để sống, lại mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện ta chỉ ăn củ rễ và trái cây để sống. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức này ambatha đó là nguyên nhân thứ hai đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này lại nữa này ambatha ở đây có sa môn hay bà la môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này chưa thấu đạt pháp ăn trái cây để sống và chưa thấu đạt pháp ăn củ dễ và trái cây để sống lại nhen lửa tại cuối làng hay sống thờ lửa. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ ba đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Ambatha, ở đây có Sa Môn hay Bà La Môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt được pháp ăn trái cây rụng để sống chưa thấu đạt pháp ăn củ rễ và trái cây để sống chưa thấu đạt pháp tôn thờ lửa lại xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường sống và nguyện từ bốn phương nếu có vị sa môn hay bà la môn nào lại thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng tùy theo sức lực của ta nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ tư đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Này Ambatha, đó là bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 281 Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi và thầy ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng trí đức này không? Bạch không, Tôn giả Khô-ta-ma, Con và thầy con là gì? Tôn giả Khô-ta-ma, để có thể so sánh với sự thành tựu vô thượng trí đức. Tôn giả Khô-ta-ma, con và thầy con còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này nhà ngươi có đem theo dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện ta và thầy ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống không bạch không tôn giả cô ta ma này ambatha ngươi nghĩ thế nào tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống ngươi có mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện. Ta và thầy ta chỉ ăn củ, rễ và trái cây để sống không? Bạch không, tôn giả Gotama. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây dụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống ngươi có nhen lửa tại cuối làng hay cuối xóm và sống thờ lửa với thầy ngươi không bạch không tôn giả cô ta ma này ambatha ngươi nghĩ thế nào tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống chưa thấu đạt pháp ăn củ rễ và trái cây để sống và chưa thấu đạt sự thờ lửa ngươi và thầy ngươi có xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường với lời nguyện từ bốn phương nếu có vị sa môn hay bà la môn nào lại thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng tùy theo sức lực của ta không bạch không tôn giả Gotama 282 Này Ambatha, như vậy ngươi và thầy ngươi còn khiếm khuyết sự thành tựu vô thượng trí đức này. Còn khiếm khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambatha, thế mà những lời này lại do thầy của ngươi, bà La Môn Pokharasati Sati thốt ra. Những hạng sa môn giả hiệu, đầu chọc, đê tiện, đen đủi, sanh ra từ nơi chân bà con ta là ai mà có thể đàm luận với những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà một vị tự mình chưa thành tựu được những pháp đưa đến sự thất bại cho những pháp cao thượng hơn này ambatha ngươi xem thầy của ngươi bà la môn sati đã lỗi lầm như thế nào 283 này ambatha bà la môn sati hưởng thọ sự cung cấp của vua Pasenadi nước Kosala. Vua Pasenadi nước Kosala cũng không cho phép thầy ngươi diện kiến. Nếu vua hội nghị với thầy ngươi, thời chỉ nói với thầy ngươi ngang qua một tấm màn. Này Ambatha, tại sao vua Pasenadi nước Kosala lại không cho phép thầy ngươi diện kiến? Người mà vua cung cấp thực phẩm thuần tịnh, trơn tránh này Ambatha, ngươi xem thầy của ngươi, bà La Môn Pokhara Sati đã lỗi lầm như thế nào? 284 Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Như vua Pasenadi nước Kosala, hoặc ngồi trên cổ voi, hoặc ngồi trên lưng ngựa, hoặc đứng trên tấm thảm xe, cùng các vị đại thần hay vương tử luận bàn quốc sự nếu vua rời khỏi chỗ ấy hay đứng qua bên, một người thủ đà hay đầy tớ một người thủ đà đến, người này cũng đứng tại chỗ ấy, cũng luận bàn quốc sự và nói, vua Pasenadi nước Kosala đã nói như vậy. Vua Pasenadi nước Kosala đã nói như vậy. Dầu người ấy nói như lời nói của vua, luận bàn như lời luận bàn của vua người ấy có thể là vua hay là vị phó vương không? Không thể được, tôn giả Gotama. 285 Này Ambatha, nhà ngươi cũng vậy. Thủa xưa, những vị ẩn sĩ giữa các bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những bà la môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên, giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ si ấy tên là Atthaka, Asaka, Vamaka, Bà Ma, Vamadeva, Bà Ma Đề Bà, Vesamita, Tì Bà Thẩm Giá, Yamatagi, Gia Bà Đề Già, Angirasa ương kỳ la bara vaja bạt la đà Thầm xà vasetha bà ma xá Pa, ca diếp ba gu bà cửu dầu ngươi có thể nói ta cùng với thầy của ta học thuộc lòng những chú thuật của các vị ấy chỉ với điều kiện này ngươi có thể được xem là một vị ẩn sĩ hay đã chứng địa vị của một ẩn sĩ không? Việc này không thể có được. 286. Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có được nghe những vị bà la môn trưởng lão, tôn túc, những vị giáo sư và tổ sư nói đến không? Thủa xưa, những vị ẩn sĩ giữa các bà la môn, những tác giả của chú thuật những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những bà la môn cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Athaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Jamatagi, Angirasa, Baravaja. Vasetha, Kasapa, bago Những vị ấy có khéo tắm, khéo chải chuốt, tóc và râu khéo sửa soạn, trang điểm với vòng hoa và ngọc, mặc toàn đồ trắng, tận hưởng và thăm đắm năm món dục lạc như ngươi và thầy của ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Các vị ẩn sĩ ấy có dùng cơm nấu từ gạo trắng thượng hạng, mà các hạt đen được gạn bỏ ra dùng các món canh các món đồ ăn nhiều loại như ngươi và thầy ngươi hiện nay không không có vậy tôn giả gotama hay các vị ấy được những thiếu nữ có đường eo và thắt lưng có sen tua hầu hạ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không không có vậy tôn giả gotama hay những vị ấy đi trên những xe do những con ngựa cái có đuôi được bện và dùng những cây roi và gậy dài như ngươi và thầy ngươi hiện nay không không có vậy tôn giả gotama hay những vị ấy sống được che chở trong những thành lũy có những chiến hào bao bọc có những cửa thành hạ xuống có những chiến sĩ mang gươm dài hộ vệ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không không có vậy Tôn giả Gotama. Như vậy, này Ambatha, ngươi và thầy ngươi không phải là ẩn sĩ, không sống đời sống của nhà ẩn sĩ. Này Ambatha, nếu có gì nghi ngờ, có gì phân vân về ta, hãy hỏi ta và ta sẽ trả lời. 287. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi tinh xá và bắt đầu đi kinh hành Thanh niên Ambatha Đi theo sau Thế Tôn Đang đi kinh hành Và tìm đếm 32 tướng tốt Của vị đại nhân Nghi hoặc xanh Do dự xanh Chưa được thỏa mãn Chưa được hài lòng Tức là tướng mã âm tàng Và tướng lưỡi rộng dài 288 Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng Thanh niên Ambatha này thấy ở nơi ta gần đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt này của vị đại nhân, nghi hoặc xanh do dự xanh chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Ambatha thấy tướng mã âm tàng của Thế Tôn và Thế Tôn le lưỡi giờ đến, liếm đến hai lỗ tai, giờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambatha liền nghĩ rằng, Sa môn Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân không phải không đầy đủ. Và nói với Thế Tôn, Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, chúng tôi rất bận có nhiều việc cần phải làm. Này Ambatha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Rồi thanh niên Ambatha leo lên xe do ngựa cái kéo và ra đi. 289 Lúc bấy giờ, bà môn Pokhara Sati ra khỏi Úc Cát -tha với một đại chúng bà môn ngồi tại hoa viên của mình và chờ đợi thanh niên Ambatha. Khi ấy, thanh niên Ambatha đi đến Hoa Viên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ bà La Môn Pokhara Sati đang ngồi. Đến xong, thanh niên Ambatha đành lễ bà La Môn Pokhara Sati và ngồi xuống một bên. 290 Sau khi thanh niên Ambatha ngồi xuống một bên, bà la môn Sati nói này ambatha thân mến ngươi đã thấy sa môn gotama chưa chúng con đã thấy tôn giả gotama rồi này ambatha thân mến có phải tôn giả gotama đúng với tin đồn đã truyền đi chớ không phải khác tôn giả gotama đúng với tin đồn đã truyền đi chớ không phải khác tôn giả gotama là như vậy chớ không phải khác tôn giả Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, chứ không phải thiếu. Này Ambatha thân mến, con có cùng với tôn giả Gotama đàm luận không? Con có đàm luận với tôn giả Gotama. Này Ambatha thân mến, cuộc đàm luận ấy như thế nào? thanh niên Ambatha liền thuật cho bà La Môn Pokharasati rõ tất cả cuộc hội đàm với tôn giả Gotama. 291. Nghe nói như vậy, bà La Môn Pokharasati nói với thanh niên Ambatha: Hỡi ôi, ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng ta. Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạt của chúng ta ngươi thật là nhà tinh thông ba quyền vệ đà đốn mạt của chúng ta. Người ta nói, những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Này Ambatha, ngươi càng công kích tôn giả Gotama bao nhiêu, lại càng bị tôn giả Gotama lật tẩy chúng ta bấy nhiêu. Hỡi ôi, Ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng ta, ngươi thật là nhà đa văn đốn mạt của chúng ta, ngươi thật là nhà tinh thông ba quyền vệ đà đốn mạt của chúng ta. Người ta nói, những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ địa ngục. Bà La môn Sati tức giận, bực bội dùng chân đá thanh niên Ambatha bổ lộn nhào, rồi lập tức muốn đi đến gặp Thế Tôn. 292. Khi ấy, những người bà La Môn này thưa với bà La Môn Pokhara Sati, hôm nay thì giờ đã quá trễ để đi thăm Sa Môn Gotama. Ngày mai tôn giả Pokhara Sati hãy đi thăm Sa Môn Gotama. Tuy vậy, bà la môn pokharasati vẫn cho làm các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm tại nhà riêng chở trên các xe và dưới ánh sáng của những ngọn đuốc từ ukkatha đi ra và đi đến khóm rừng Ichanang kala vị này đi xe cho đến chỗ còn đi xe được rồi xuống xe đi bộ đến thế tôn khi đi đến liền nói với thế tôn những lời hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. 293. Khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sati nói với Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên Ambatha có đến đây không?" "Này Bà La Môn, đệ tử ngươi, thanh niên Ambatha có đến đây. Tôn giả Gotama, ngài có cùng với thanh niên Ambatha đàm luận không?" này bà la môn ta có đàm luận với thanh niên ambatha tôn giả gotama cuộc đàm luận của ngài với thanh niên ambatha như thế nào cuộc đàm luận với thanh niên ambatha như thế nào thế tôn kể lại tất cả cho bà la môn pokhara sati nghe nói vậy bà la môn nói với thế tôn tôn giả gotama thanh niên Ambatha thật là ngu si. Tôn giả Gotama, hãy tha thứ cho thanh niên Ambatha. Này Bà La Môn, cầu cho thanh niên Ambatha được hạnh phúc. 294. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sati tìm đếm 32 tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế tôn Bà La Môn thấy gần đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt này của bậc đại nhân, nghi hoặc xanh do dự xanh chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. 295. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng Bà La Môn Sati thấy gần đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân ở nơi ta trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt này của bậc đại nhân, nghi hoặc xanh do dự xanh chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà La Môn Sati thấy tướng mã âm tàng của Thế Tôn và Thế Tôn le lưỡi giờ đến, liếm đến hai lỗ tai, giờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng chán. 296 Lúc bấy giờ, bà La Môn Pokharasati Sati nghĩ rằng, Sa Môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân, không phải không đầy đủ. Liền nói với Thế Tôn, Hôm nay, xin mời Tôn giả Khotama cùng chúng tỷ kheo đến dùng cơm với con. Thế Tôn nhận lời với sự im lặng. 297. Khi Bà La môn Sati được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền báo thì giờ cho Thế Tôn. Tôn giả Khotama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy, Thế Tôn buổi sáng đáp y, đem theo y bát và cùng với chúng tỷ kheo đi đến cư xá của bà La Môn Bokhara Sati. Khi đi đến, liền ngồi trên chỗ soạn sẵn. Bà La Môn Bokhara Sati tự tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Còn các thanh niên bà La Môn thì tiếp đại chúng tỉ kheo. Lúc bấy giờ, bà La Môn Bokhara Sati sau khi biết Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. 298 Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho bà La Môn Pokharasati Sati đang ngồi một bên, thuyết về bố thí, thuyết về chỉ giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi thế tôn biết tâm của bà La môn Pokhara Sati đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tín thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tấm vải thuần bạch được gột rửa các vết đen sẽ rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này. Pháp nhãn vô trần ly cấu khởi lên trong tâm bà La Môn Pokhara Sati. Phàm pháp gì sanh khởi, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. 299 Khi ấy, bà La Môn Pokhara Sati thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín không cần y cứ nơi người khác đối với pháp của Đức Bổn sư. Bà La môn Pokharasati liền bạch Phật. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gautama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Tôn giả Gautama, con, con của con, vợ của con, tùy tùng của con, bạn hữu của con, xin quy y Thế tôn Gautama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con xin chọn đời quy ngưỡng. Khi nào tôn giả Gotama đến thăm các gia đình cư sĩ khác ở Úc Cát Tha, mong tôn giả Gotama cũng đến thăm các gia đình Pokharasati. Sati. Tại đây các thanh nam hay thanh nữ bà La Môn sẽ đảnh lễ thế tôn Gotama hoặc đứng dậy hoặc mời chỗ ngồi, hoặc mời nước, hoặc khiến tâm hoan hỉ. Như vậy, chúng sẽ hưởng hạnh phúc, lợi ích trong một thời gian lâu dài. Này bà La Môn, lời ngươi nói thật là trí thiện.